Quyết tâm tối nay mình sẽ ngủ sớm nha mọi người. Tối nay quá mệt. Đây là tầm 5 giờ. Nhớ lúc 12 giờ nó buồn ngủ rồi ấy. Nhưng mà giờ đây giờ đẹp chơi game nên là không ngủ. Xong rồi, quá giấc. Ok thôi nha mọi người. Ok thôi nha. Ok thôi nha mọi người. Vô nha, vô nha. Cây. Từ anh em. Cây. Không xem phim đấy rồi. Nhưng mà không xem phim này. Rồi mình chiều tiếp này. Có mệt rồi. Rách. Rách. Cái gì chín vậy? Không đó. Cay, mình nghĩ lại mấy thứ cay. Thank you.
Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả vào cuối video nên mọi người hãy theo dõi mình nha. Ok mọi người. Phim này ngày xưa xem hay. Chưa xem bao giờ. Đây nha mọi người ơi. Ok yêu nha. Vô nha mọi người ơi. Ok. 4 giờ. Ghê nha. Ok mọi người. Mọi người hãy cho một thân mình nha. Ê! Yo. Ok nha mọi người ơi. Ok mọi người, mọi người hãy tôi ngồi theo mình nhỉ. Ok. Chết. Ok. Vô. Vô nha, vô nha. Năm con người đang xem. Theo nha mọi người.
Ok. Đây nha mọi người ơi. Cái gì? Chị ơi. Cay mẹ. Chị ơi. Chết vật thôi. Nhiều nha. Mẹ tổng ấy, phim gì ấy? Phim mới ra. Tổng vãi. Cook. Yo. Vô nha. Ở đây ăn gì chứ? Và đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video lần sau nhé. Bye bye.